Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Catirado cuộc sống ở Pháp. Thì trên đường chở con về thì Dung thấy cái cảnh đàn bò về chuồng mà tụi nó đi một mình đó cô chú anh chị, và không có người lùa vào chuồng luôn mà tự biết đường về luôn, từ cánh đồng đối diện đường bên kia rất là xa. Vùng quê của Pháp á, thì đồng cỏ rộng mênh mông cô chú ơi, thì người ta để những cái chậu nước ở trong bóng râm vậy đó, làm cho bò nó lên nó uống nước rồi nó tự nó về chuồng luôn. Thì bò ở đây thả lan rất là nhiều vào mùa hè đó, có khi người ta để nó luôn ngoài đồng. Anh cuối cùng này anh cứ đứng anh dòm mình hoài. Đây là Dung đang hấp con vẹm chim chép gì đó cô chú ơi. Thì Dung đi chợ thì Dung thấy nó to quá, mà cái vẹm này thì từ Tây Ban Nha chứ không phải là ở Pháp. Bên này thì mình đang chiên cá trích con, chiên giòn đó cô chú. Thì tại vì mình thấy nó rất là nhiều xương. Thường thường thì Dung mua cá hộp không à. Còn nếu không thì sẽ mua cá trích to, nhưng mà hôm nay thấy nó ngon quá thì mua thử ăn có được hay không. Thì mình thì nhà mình thì ăn lạc ăn mặn, ông xã Dung thì không có ăn mặn nhiều, cho nên là xã Dung trộn salad cà chua với lại mozzarella thì để cho mình tự nêm dầu ăn, hay giấm hay là muối này kia đó thì là mình tự mình thêm vào. Con mời ông bà cô chú ra bồ. Nhanh lên. Con chào bà cô chú. Phật ạ. Con bay bà cô chú. Bà bà aussi. Con bay bà cô chú. Dung xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay nhà mình hôm nay không có em Charles cô chú ơi. Ule Charles. Charles đâu rồi? Elle est chez Tati. Ah, et pourquoi? Parce qu'elle a des boutons. Des boutons. Tại vì em Charles cô Dung nó bị đậu mùa đó cô chú, bị cháy rẹ đó. Thì hồi sáng này ở trường gọi Dung vô rước hai con về. Tại vì ở trong trường đang có dịch mà thằng nhỏ Dung nó bị rồi, cho nên là chúc ngon miệng. Cho nên là Dung rước con về, nhưng mà bây giờ nó ra rất là nhiều mụn nước đó cô chú, cho nên là Dung đem về nhà cho chị mình. Thì tách thằng này ra chứ tại vì em đang sốt nữa, rồi mình sợ đông khách nữa mình không có giữ con được, cho nên là đem về chị. Mà nhà thì Dung chưa có bị đậu mùa. Ê hệ tư sốt bây là đây xếp chị toa chị là ông xã Dung thì bị rồi. François n'a pas, c'est pas. Chị chồng Dung á thì không biết chị chồng Dung bị chưa, thì chị cũng không có nhớ luôn nữa. Nên là mình thì chưa bị, Dung sợ là mình bị luôn á, cho nên là mà hôm nay á thì chở con về, rồi sáng này Dung đi lấy hẹn bác sĩ, thì chiều nay Dung chở con xuống đi lấy thuốc. Regarde, papa, il y a quoi dedans? Thì Dung mời cô chú anh chị ăn cơm với Dung nha. Thì gia đình mình hồi bữa nay ăn một cục rất là đơn giản cô chú ơi. Ăn hồi sáng Dung dẫn nó đi chợ thì nó đòi ăn cái con vẹm này nè. Thì Dung mua vẹm về, Dung hấp lẹ lẹ lên rồi Dung cho nó ăn với lại khoai tây chiên. Còn vợ chồng mình thì sẽ ăn salad cà chua với lại mozzarella, rồi cá trích con đó cô chú, chiên. Hein? Ça c'est oignon. Mais c'est quoi ça? Pourquoi cho tôi giỏ không vậy? Vừa vừa. Nó ăn vậy nè, rồi nó không ăn muốn nữa cô chú. Ngon không? Con có mời ông bà cô chú chưa? Hả? Con có mời ông bà cô chú chưa? Con mời ông bà cô chú cái đi con. Elle me disait qu'il devait aller au Portugal, tu sais. Con mời cô chú. Nó lớn rồi. Con bay bà cô chú.
Nhưng mà anh Louis của Dung á, thì ở trường cũng không có nhận luôn cô chú ơi, bảo là phải rút về luôn chứ không không có cho bé đi học nữa. Tại vì hai anh em sinh đôi đó thì ông em bị là ông anh sẽ bị luôn, cho nên là trường thì kêu bảo trở về nhà đi, khi nào mà hết rồi thì cho lên đi học. Nhưng mà thứ ba tuần sau đó là đã nghỉ hè rồi, nhưng mà Dung không có biết là em có làm kịp cái lễ tổng kết năm hay không. Đây là từ sáng giờ nó cứ hỏi Dung là tại sao mà tách hai đứa ra, rồi tại sao nó không được đi học. Nó không có bị mụn nổi mụn nước như em sắc là mà tại sao không được đi học. Trời ơi, trẻ con mà cô chú ơi, nó có 1001 câu hỏi luôn á. Chú vô éo không ơi? Rồi pháp gì? Chú vô là lực khác rồi. Tu pas les frites avec? Tu l'as envie à Charles là? Hein? Il y a Charles là, Lolo? Manque Charles, hein? Manque Charles là? Non. Non? Manqueur. Manqueur. Dung hỏi nó có nhớ em nó không, thì nó xạo xạo, nó nói là không có cô chú, mà từ sáng giờ là nó cứ đồ về nhà không à, nó không có chịu ở đây một mình á, nó chơi nó chán á cô chú, có em thì rủ nhau đi phá được. Mais m'a dit faut garder à la maison jusqu'à à la fin quand le bouton sec. Dans la classe il y a Simon, le petit Simon de Chopin. Simon il a 5 jours à la maison. Ouais, une semaine. J'espère qu'il pourra revenir avant de vacances. Ouais. C'est là bon, non? Thì tối hôm qua khách của Dung đến ăn thì cũng là phụ huynh của con, học cùng lớp với con Dung luôn. Thì chị ấy nói con gái của chị ấy cũng bị đậu mùa, cho nên là cũng đang ở nhà. Là trop fait là. Hả? Tu as vidé aussi? Oui, je vidé, je vidé, je coupé la tête. Đó cô chú thấy không, bàn cơm thì đối với cô chú anh chị là không có gì hết, nhưng mà với ông xã Dung thì ông xã Dung nói là nhiều quá. Thì cá này là mình đã cắt đầu rồi, mình bỏ ruột rồi mình chiên, ăn hai vợ chồng hay một đứa con thì ăn cũng không có hết bao nhiêu á cô chú ơi. Con cá này là hình như cá trích cho cá hồi gì quên thì cá trích thì phải. Tu veux encore des boules? Non merci. Qu'est-ce que tu veux? Frites. 3 euros le kilo. 3 euros le kilo. Ils ont grosse hein? Con vẹm này Dung mua là 3 đồng 1 ký đó cô chú. Thì 3 euro là khoảng chừng 80 ngàn đó cô chú. Có khách vô rồi. Ở quá khó sợ. Ở quá khó sợ. Muốn lắm. Nó sợ. Cái chấp. Dung mua vẹm này nè cô chú, để Dung làm cái món hải sản kho đó. Thì mùa hè tôm nướng, cá nướng mà mấy cái món hải sản thì bán rất là chạy hơn là thịt. Tại vì nắng nóng đó cô chú, nhiều người ở chỗ của mình á thì không có khách trẻ nhiều đâu, thì trừ khi nào cuối tuần thì có con cái đi ăn với gia đình thôi, còn mấy lần người lớn tuổi rất là nhiều, cho nên là cái khẩu vị và cái cách mình chế biến phải cho phù hợp với người lớn tuổi của chú, đặc biệt là họ không có ăn mặn mà cũng không có ăn ngọt quá nữa, cho nên là mình nấu cái vị nó cái kiểu như vị của Dung nó không giống ai hết trơn á. Thì nhiều bạn nói là mình nấu cũng chẳng ra gì, thì đúng thật là nhiều người nhìn thì nói mình nấu chẳng ra gì, nhưng mà mình thực khách mình thích cái đó thì Dung bán thôi.
Mùa hè thì nhà hàng chuyên bán về vẹm hấp hoặc là vẹm sốt kem ăn với lại khoai tây là rất là đắt luôn cô chú. Thì có rất rất là nhiều những cái nhà hàng mà họ hoạt động chỉ 6 tháng mùa hè thôi á, thì họ chỉ bán chuyên về một món này thôi, nhưng mà cực kỳ đông luôn. Comme ils font dans tous les restaurants. Avec tout le boulot qu'il y a. Après on va à la maison. Ce soir, ouais. Pourquoi faire là? C'est quoi? Pour faire la sieste. La sieste ici? Et tout ça là? J'ai pas envie. Nó đầu về nhà nãy giờ cô chú em đầu về không à, nó đầu về với cô nó tại giờ nó là phát sắc rồi nuôi. Il me manque même pas ça. Còn à? À? Nó xạo xạo vậy á, chứ nãy giờ nó nhớ em nó đó, sáng Dung dẫn nó đi chợ mà nó cứ hỏi riết, hỏi thì sao mà hỏi thì sao mà họ tách hai đứa ra. Dung không có tắt của chú ơi, mà tại vì thằng kia nó đang sốt. Rồi Dung gửi gì cho chị Dung chăm rồi, cho uống thuốc rồi nữa, ở đây Dung không có thuốc. Vas-tu chercher... Je vais boire dans la cuisine après. Vas-tu chercher une petite bouteille là, limonade. Ông xã Dung kêu nó đi lấy nước uống đó cô chú. C'est rien, non? Ce matin, j'habille, je vois rien qu'un ou deux sur les bras là. Il m'a dit que ça pique, maman, ça pique le moustique. Mà hồi sáng á cô chú ơi, là Dung khi mà Dung thay đồ cho nó để cho nó đi học á, là Dung thấy có vài mục thôi. Sau đó thì Dung nghĩ là nó bị muỗi cắn. Rồi nó lên trên xe khi mà tới trường rồi á, nó nói mẹ ơi người con nó ngứa quá trời luôn. Cái Dung dập người nó lên thì Dung thấy ở trên lưng trên bụng nó có nhiều. Tạm biệt đi. Tạm biệt. Tạm biệt. Xin tiếc. Thì ông xã Dung xuống bàn, ông xã Dung chúc sức khỏe cô chú anh chị. Thì ông xã Dung bây giờ có khách vô rồi cô chú ơi, đi qua đi ra lấy order cho khách rồi thế chỗ Dung cho Dung Dung đi làm. Merci. Một. Một. Hai. Dạ. Ba. Ba. Bốn. Bốn. Sinh. Năm. Năm. Ừ. Năm sẽ sinh. Năm sẽ sinh rồi. Giỏi quá. One, moi c'est un one. Et deux, on dit tout. Tout. Je vais faire un curry même, un porc caramel. Thì mình có một cái ông khách là khách quen, hầu như ngày nào cũng lại hết đó cô chú ơi. Nhưng mà cái bạn này không ăn thịt, thì mình làm cái món nào đó không có thịt ngày thì ăn hải sản kho, ngày thì ăn cá kho, ngày thì ăn ếch kho, tùm lum hết trơn, nhưng mà không ăn thịt thôi. Đấy cô chú ơi, đó bữa ăn gian dở rồi nè, người ăn miếng chưa xong gì chứ. Đây bây giờ Dung để đây, Dung cho nó ăn cho xong rồi Dung đi làm. Thì Dung cũng tạm biệt cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian ăn bữa cơm ngắn ngủi cùng với gia đình Dung nhé. Con nói tạm biệt ông bà cô chú với má đi. Con nói tạm biệt ông bà cô chú đi con. Tạm biệt ông bà cô chú. Nói đàng hoàng. Con nói đàng hoàng với ông bà cô chú mới thương. Đi. Je vais parler comme il faut, madame, monsieur, regarde la vidéo, sinon il est fâché. Tạm biệt bà cô chú. Con tạm biệt ông bà cô chú. Tạm biệt bà cô chú. Dạ, bây giờ ông xã Dung lại chạy vào đổi Dung ra, Dung đi làm cô chú ơi, giữ cho nó ăn nữa. Chứ bỏ nó là nó không có ăn cái gì hết trơn á. Regarde la musique.